Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series Item Spotlight của Meme Studio. Trong video này, chúng ta sẽ quay trở lại với số trang bị còn lại trong nhóm vật phẩm tiêu thụ Consumable nhé. Observer Ward là một dạng cây bán chi giác, thường được trồng bởi những phù thủy tập sự. Trong khi Sentry Ward là một loại cây trồng có nguồn gốc từ khu vườn của một vị vua đáng sợ. Observer và Sentry Ward, hay mắt vàng và mắt xanh, là bộ đôi vật phẩm cung cấp tầm nhìn gần như không thể thiếu trong bất kỳ game đấu nào. Cắm một mắt vàng cho lượng tầm nhìn trong phạm vi 1400 trong 6 phút. Cắm một mắt xanh cho khả năng nhìn tàng hình trong phạm vi 1000 trong 8 phút, bao gồm cả địch và mắt của chúng. Cả hai loại mắt đều sẽ tự động tàng hình sau khi cắm. Mua cả mắt vàng và mắt xanh sẽ tự động tích chúng lại với nhau vào cùng một ô túi, nhấn đúp vào ô để chuyển đổi qua lại giữa hai loại mắt. Mắt có thể chia sẻ được bằng cách ấn và giữ phím Ctrl. Mắt có thể bị phá bởi chính người cắm nó bằng cách chọn tấn công vào mắt. Phá mắt vàng của địch sẽ được một lượng vàng và kinh nghiệm thưởng cho người cung cấp tầm nhìn phá mắt, trong khi phá mắt xanh thì sẽ không nhận được gì. Để nói về giá trị tuyệt vời mà cặp mắt này mang lại, cách tốt nhất là chúng ta nên trực tiếp trải nghiệm nó trong trận. Với các bạn thì tính ứng dụng của nó cũng đã khá rõ ràng. Một mắt thì cho tầm nhìn, một mắt thì soi tàng hình. Mắt giúp chúng ta kiểm soát tầm nhìn ở những vị trí quan trọng như trên đồi, quanh khu vực run hay bờ sông, đồng thời tránh được những pha úp sọt của địch và chặn được cả các bãi quái rừng. Với mắt xanh thì trong hầu hết trường hợp, chúng thường được dùng để soi mắt vàng của địch và khắc chế những hero tàng hình như Rikimaru, Bounty Hunter hay Weaver. Nắm giữ cách chế tác ra Ward là một kỹ thuật quan trọng với bất kỳ thợ chế tác ma cụ nào. Trong mô tả trên cây quyền trượng White Sentry của Rely cũng có nhắc đến việc cô là một thợ làm Ward cực kỳ tài ba và đã từng có ý định trở thành một tay thợ lành nghề. Dù vậy thì thứ Ward mà các thợ chế tác ma cụ làm ra cũng không giống với Observer Ward hay là Sentry, bởi trong mô tả của hai vật phẩm này cũng có nói tới chúng là một loại cây trồng bán chi giác, trong khi Sentry, đặc biệt hơn, có nguồn gốc từ khu vườn của một vị vua đáng sợ, mà chúng ta có thể suy đoán đó là khu vườn của Mad King. Smoke Up the Seed. Đây chính là đóng góp duy nhất cho nghệ thuật huyền bí của Pháp Sư Lởm, Mirrodin. Mang đầy đủ các tính năng cần thiết của một trang bị tuyệt vời về hiệu suất cũng như rẻ về giá thành, Smoke Up the Seed, Smoke hay SOD khi kích hoạt sẽ đưa người dùng và đồng đội cùng toàn bộ lính dưới quyền trong phạm vi 1.200 đơn vị được ngụy trang ở cả màn hình chính lẫn minimap, đồng thời tăng 15% tốc chạy trong 35 giây. Hiệu ứng ngụy trang từ Smoke sẽ không bị phát hiện bởi mắt vàng, True Sight hay Cryptic. Tấn công hoặc đứng gần tướng hay trụ địch, bao gồm cả đàn em của Meepo ở khoảng cách 1.025 sẽ làm mất hiệu ứng ngụy trang. Với những đơn vị chịu ảnh hưởng từ Chronosphere của Felix Void, Thirst của Bloodseeker hay Track của Bounty Hunter sẽ không thể có được hiệu ứng từ Smoke of Deceit. Với công dụng khắc chế tầm nhìn của mắt vàng, Smoke giúp cho việc úp sọt trở nên dễ dàng hơn khi người dùng chỉ bị phát hiện khi áp sát quá gần địch hay là trụ địch. Ngoài tác dụng giúp người chơi có khả năng tàng hình, thì Smoke còn có thể được dùng với một công năng khác là để né chiêu của đối thủ. Cụ thể khi kích hoạt, người dùng sẽ có được 0,1 giây chuyển đổi sang trạng thái không thể bị tổn hại. Nếu mà tính toán hợp lý, chúng ta có thể dễ dàng né được những kỹ năng tác động mục tiêu ở khoảng cách xa như là Thunder God's Wrath của Zeus hay Assassinate của Sniper. Dust of Appearance. Người có thể trốn, nhưng người sẽ không thể tránh được đâu. Dust of Appearance, hay gọi tắt là Dust, là vật phẩm tiêu thụ có khả năng làm hiện hình và giảm 20% tốc chạy của tướng địch đang tàng hình trong một khoảng thời gian ngắn. Dust tác động lên một khu vực lớn xung quanh người sử dụng. Dust là vật phẩm phổ biến nhất khi nói đến việc khắc chế những hero tàng hình, đặc biệt trong những cuộc đi nhanh hay là giao tranh lớn. Dust tuy có tác dụng không lâu dài, nhưng nhìn chung thì vẫn là đủ để bắt được những mục tiêu tàng hình và kết liễu chúng trong thời gian hiệu lực. Quan trọng nhất là chúng ta có thể dùng nó một cách chủ động và khiến đối phương bất ngờ không kịp xoay sở.
Dẫu vậy thì Dust vẫn có một vài khuyết điểm như là thời gian cooldown lâu và có thể bị vô hiệu hóa bởi Time Lapse của Weaver hay Shadow Dance của Slug. Bên cạnh đấy, một vài trang bị kích hoạt như Black King Bar, Manta Style, Scepter of Divinity hay Lotus Orb cũng có thể hóa giải được trạng thái lộ hình của Dust. Tome of Knowledge, cuốn sách mang đến kiến thức mở mang linh trí, biến thú thành nhân, biến nhân thành thánh. Tome of Knowledge, trang bị có tuổi đời trẻ nhất trong nhóm vật phẩm tiêu thụ. Như tiêu đề, cuốn sách này sẽ khai sáng cho người sử dụng một lượng kinh nghiệm cộng với lượng kinh nghiệm thưởng thêm tương đương với số sách mà đội bạn đã dùng kể từ quyển thứ 3. Tome of Knowledge có thời gian cooldown là 10 phút và cửa hàng chỉ có thể giữ tối đa 3 quyển. Bởi cấp độ hero càng cao thì lượng kinh nghiệm cần để lên cấp càng nhiều nên Tome of Knowledge sẽ có ích hơn với những đồng đội có cấp độ thấp. Lý tưởng nhất thì Tome of Knowledge có thể dồn hết cho các vai trò chủ chốt để họ mau chóng mạnh lên, dùng để mở các ultimate quan trọng ở các cấp 6, 11, 16 hay là các nhánh tiềm năng talent tree quan trọng ở các cấp 5, 10, 15, 25. Vừa rồi Meme đã giới thiệu tất tần tật toàn bộ vật phẩm thuộc nhóm Consumable, vật phẩm tiêu thụ trong Dota 2. Trong tập sau thì Meme sẽ tiếp tục nói đến những trang bị trong nhóm Attribute, vật phẩm thuộc tính nhé. Còn bây giờ đừng quên like, share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.